Annyeong, hello mọi người, lại là mình Abu đây. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Và hôm qua thì có nhiều bạn nhắn tin cho Abu bảo là anh Abu sao leo top thông thảo súng M1014 rồi mà lại không leo top thông thảo súng Trogon đi. Thì mình cũng muốn test súng Trogon thử xem có mạnh hay không mọi người ạ. Đó, ok luôn nha. Nhưng mà trước khi vào với clip thì mình muốn tặng quà cho mọi người ấy. Bạn nào mà muốn được nhận quà thì nhớ bình luận ở dưới cho Abu biết nha. Ngoài ra Abu đang tăng tỷ lệ shop cực kỳ cao trong 3 ngày nha mọi người. Hai chỗ kim cương và chỗ skin súng level 7, level 8 thì vào shop Abu nha. Wow, có bộ đồ giả xoa đen sồ à, đẹp đấy nhỉ. Nhìn cũng ngầu đấy. Ồ, mình còn 20.598 kim cương. Kim cương này thì mình rút trên shop nha. Bây giờ thì mình sẽ quay luôn này. 9 kim cương này, 29 kim cương này, 49 kim cương này, 99 kim cương này, 99 này, 299 này, 499 này, ra luôn à. À, ui, mặt bom keo à, ui 699, 700, ui thế là mất 2.000 kim cương ấy mọi người, 1.800 ấy, đúng rồi, 1.800 hay là 1.700 gì đấy, kim cương mới nhận được cái bộ đồ đó nha mọi người. Còn mấy cái này thì mình có rồi. Đó, bạn nào mà thiếu kim cương nhớ lên shop của Abu nha mọi người. Hôm nay thì Abu sẽ quyết định là leo top Trogon, mặc cái bộ đồ mới vào luôn để xem là nó có ngầu tí nào. Ngầu đấy, ngầu đấy, ngầu đấy. Nhìn cái bộ này hình như là lấy ý tưởng của cái bộ giả xoa ấy, cái bộ đầu sừng ấy mọi người, bộ quỷ giả xoa mà bác gấu hay mặc ấy. Hình như là cái bộ này giống giống bộ đấy, nhưng mà nó khác hơn một tí thôi, không ngầu bằng bộ đấy. Top thông thảo súng súng gì ta, shotgun, súng shotgun đi. Đó, mình xem top Trogon mình bao nhiêu điểm đây nha mọi người. Ui, 4.231 điểm, quá là thấp luôn. Bây giờ thì mình sẽ leo top Trogon luôn nha mọi người. Ok, vô với trận đấu này. Ok, hello mọi người, đến với trận đấu ngày hôm nay của Abu. Lâu lắm rồi mới Abu mới trở lại game, mới không biết là hôm nay Abu chơi game thì sẽ như thế nào nha mọi người. Mọi người nhớ cho sư Abu đăng cái kênh nha hả. Sư phụ đang ở trên Go đúng không? Đúng rồi, mấy hôm nay lâu lắm được trên Go rồi nè. Đâu đâu, cho sư phụ đi. Hôm nay con sẽ cho sư phụ một combo mới vô, cho sư phụ cực 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 kỳ ngon luôn. Cho vô muốn mạnh lắm luôn sư phụ. Ừ, combo dạo này sư phụ thấy mọi người. Sư phụ ơi, giảm thanh gì nữa nè, giảm thanh nữa nè. Đâu đâu, con cho sư phụ tắt đi. Ok. Sư phụ ơi. Hả? Lấy súng mà không lấy đạn hả? Có rồi, sư phụ có đạn rồi. À, có pha mát nè. Trời ơi, ngon luôn. Đó, lâu lắm rồi à. Lâu lắm rồi các bạn cũng không thấy con chơi game xong rồi đăng video trên kênh của sư phụ ấy. Mọi người nhắn hỏi quá trời. Mọi người hỏi là mình ăn dạo này bận học hay là làm gì ấy. Nên là... Dạ sư phụ ơi. Con dạo này bận thi bận học hả? Dạ, thứ hai tuần sau là con thi rồi. À, bận sao mà. Thi cuối kỳ 1 sư phụ. Thi cố gắng thi cho giỏi được giấy khen đó nha. Nhưng mà mới kỳ 1 rồi sư phụ ơi. Đúng rồi. Kỳ 2 là tổng kết là thì giấy khen. Nhưng mà kỳ 1 điểm cao thì kỳ 2 thi sẽ tự tin hơn chứ. À, có người đây. Yeah. Hay quá sư phụ ơi. Để cô gạt được chứ phụ cho. À, trên này có người này. Ui quá. Ui, có phòng mát 3 chip. Có phòng mát 3 chip hả? Dạ. Yeah. Đấy, sư phụ mới thấy keo đặt ở trên đấy nó chạy đâu đấy. Mọi người xem nhớ cho Abu một like nha. Hôm nay thì Abu leo top Trogon để xem là Trogon nó có mạnh khi ở cách gần hay không nha mọi người. Mình đang có một cây giáp 3. Nãy mình thấy đặt keo ở bên này mình không biết nó chạy đâu rồi ấy. Chắc nó chạy lên cầu sư phụ, con với sư phụ lên cầu tra khảo kiểm tra nè. Có pha mát 3 chip đâu. Con đùa sư phụ cho vô một chút ấy. Mày, 3 đứa. Mày này, 3 đứa hả? Dạ. Sư phụ ơi, cứu con. Ui, nóc 2 rồi, nóc 2 rồi. Một người nữa, một người nữa, nó đang cứu bắn luôn. Chạy ra bắn luôn. Ui, yếu rồi. Hay quá. Trời ơi. Sao nó không gạt sư phụ mà nó gạt con kỳ vậy ta?
Tại vì sư phụ nó không gạt kịp ấy. Nhưng mà sư phụ ơi, chiều đồ cho con nước chơi. Ok, sư phụ đang bơm máu đây. Đồ vẫn nguyên chi là bốn xác mà. Trời ơi, trogon nó mạnh thật sự. Sư phụ cầm cái trogon, sư phụ nhảy lên bắn nóc hai rồi. Còn đứa thứ ba mà không bắn kịp. Cho con cái xét trogon này đi. Ok. Sư phụ ơi, nghe con không? Nghe, nghe. Sư phụ ơi. Trời ơi, đang bắn thì mất điện, làm phải chơi lại trận mới. À, có địch kìa. Sư phụ ơi. Mày hả mày, mày bắn hả không mày? Phải. Không phải con nhỏ đâu, thằng cầm chân gỗ chạy rồi đó. Để sư phụ kiếm xem, ok không có. Để sư phụ xuống lúc xu cứu con cái đó. Vẫn chưa thấy trôn gô ở đâu luôn. Hãy con hàng cầm được trôn gô. Nó bắn con rồi, nó chạy đâu rồi sư phụ ơi. Ok, để sư phụ kiếm trôn gô. Dạ. Mọi người ai mà yêu quý Abu hoặc là yêu quý để Abu thì mọi người xem nhớ cho một like, một đăng ký kênh nha. Hôm nay sư đúng phụ rồi nha mọi người. Hôm nay sư phụ sẽ leo top thông thảo súng trôn gô nhé. Súng trôn gô. Và để xem là hôm nay Abu sẽ bắn được bao nhiêu kill nha mọi người. Dạ, à, con ngoài ra thì bạn nào chốt kim cương nhớ lên shop của Abu nha. Sư phụ ơi. Hả? Thì ta con nghĩ chân này sư phụ sẽ giết được mấy 20 kill luôn. Thật luôn á hả? Dạ. Nãy giờ sư phụ chưa thấy địch giết luôn. Giết được 1 kill. Sư phụ được 1 kill. Đúng rồi. Con sư phụ. Đúng rồi. À, trên này có người này. Wow. Chú ý của ta là ta phải vào ánh mắt của nàng. Sư phụ ơi. Thôi, từ từ, để sư phụ đóng cỏ bông đó. Con lợm được chân gô rồi. Sư phụ ơi. Ok, tuyệt vời. Ui, sư phụ chả được cảm thanh các kiểu rồi. Con có chân gô nè. Cho sư phụ đi. Dạ, để con chạy qua cho sư phụ. Ok. Mà sư phụ cho con cái giám thanh được không? Sư phụ bơm mình máu đó. Sư phụ ơi. Hả? Thế sư phụ không định lấy chân gô à? Có chứ, từ từ. Ồ, con lộn rồi. Sư chị Nhi mà con tưởng sư phụ không. Đây đây, sư phụ đây. Ok. À, nó đây. Ok. Để sư phụ mở chìa khóa ra cho mà lấy đồ này. Dạ. Đồ ngon quá ta. Đồ quá là xịn sò luôn. Quá là xịn sò. Trên này có người không ta? Dạo này sư phụ thấy là ui có người bắn chết rồi. Dạo này sư phụ thấy là có nhiều người bảo với sư phụ là súng trogon mạnh nhất game luôn ấy. À, chú con có người luôn kìa Bình An. Dạ. Nóc rồi. Nóc luôn. Sư phụ còn chưa thấy người ở tầm gần để bắn con gô thử xem sức mạnh của nó như thế nào nè. Đây để con nói cho sư phụ luôn. Ủa cái người dưới đó sư phụ bắn chết nó mà sao? Không có kêu ta. Nghe hay nghe. Tại nó chết xong á, xong nó bị người ta giết đó. À, con để nó chết xong xong rồi con mới giết đúng không? Không, con để nó chết xong rồi cho hắn vô đây giết. Trời ơi Bình An ơi, con bị bắn ở đâu ấy? Trời chết rồi. He he. He he.
Rồi nếu mà sư phụ giết thằng nào có chích đạo mà sư phụ cô giờ cô mà sư phụ bắn chết đó mà nó có chích đạo là sư phụ hiểu nha. Ui có chân vô luôn. Bên này nó đang bắn nhau. Để con qua cứu chị Nhi cái sư phụ ơi. Ok. Rồi yếu lắm rồi. Con đi cứu đi. Chị Nhi ơi. Ok nóc. Ở đó có mấy đứa vậy chị Nhi? Để xem còn bao nhiêu thằng. Đâu rồi ta? Ủa chết rồi hả? Để xem thôi. Nó có vào mô hay không mọi người ơi. Để xem nó bơm máu nhiều hơn hay mình mô nhiều hơn. Tuy nhiên này không vào mô thật trời. Này không vô bo. Này không vô bo với chúng tôi à. Con đang bị ép rất là khốn. Trời ơi. Sư phụ chết mất tiêu rồi. Trời ơi 7 kill rồi Bình An ơi. Đen quá. Sư phụ không có cái ông chích. Biết thêm mua cái ông chích hay rồi. Quên mua cái ông chích. Chúng ta cũng đến với vị trí của đề Amu. Để xem đề Amu sẽ làm. Nó chạy vào. Kéo kéo hay quá. Hay. Ui còn thằng nữa đặt kéo. Ui. Ủa. Ủa nó ui. Chết rồi mà sao mình chết ta. Ồ đúng rồi hay. Sư phụ ơi. Hả à. Trận trước á con bắn chết thằng đặt rồi mà sao nó vẫn giết được con ta. Lần trước Sonia bị lỗi chứ Bình An. Gì? Lỗi giờ không biết lỗi. Sư phụ xuống cứu con trước đi. Nó cứu là con đâu. Nha nha à, nhảy xuống sư phụ ơi. Có kiến luôn này à, có 1.200 xuống luôn này. Để chủ nhảy xuống cứu con. À mua cái cổng trực tiện này thôi. Hay quá. Ok, cứu rồi nha Bình An ơi. Dạ. Bây giờ bắn nóc là gạt, đừng có để giống như tuần trước nha. Dạ. Ok. Như tuần trước là hơi toan đấy. Sao mình chạy vô mò luôn. Không người đâu vậy. Ôi trời ơi. Mém xíu bị. Ủa? Cái tính bị chà bá đè chết. Bị KS rồi kìa. Ủa chú bắn nóng rồi bị KS rồi kìa. Này thì KS này. Sư phụ ơi. Hả? À? Quay lại đây không? Trời ơi. Cứu con. Cứu con này. Để sư phụ rút thêm chung cho người con nhảy vào cái máy tím cứu. Ok. Lần này sư phụ chú nhà được câu gôn mà nhà được chim có kiến bắn 3 kiến rồi. Còn cũng 3 kiến. Con nhảy máy tím cứu người đi. Tao có cứu được à. Cứu được mà không có cứu hả? Không đủ. Không đủ hả? Tòi bà cuối thật. Ừ, nó bắn ở đâu á? Từ từ. Rồi chú con có người kìa. Tòi bà cuối sư phụ. Nó nóc rồi, nó nóc rồi à... Gạt nó đi. Ok, 4 kia. Nó có chất đạo cũ á sư phụ. Con có xu giờ kiếm người đi. Dạ có rồi.
Sư phụ biết con dành bao nhiêu công sức đi giết nó không? Bao nhiêu công sức? 1.409.000 công sức đi bắn nó. Có Togo nó không Bình An? Có Togo nó? Dạ có. Có hả? Cho sư phụ đi. Đâu 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 đâu. Ok, hay quá. Ủa? Không có chip luôn. Hay quá, không có người giúp con chưa? Không thì thôi. Đâu đâu, nó đâu? Để chủ bắn nó nhờ. Cái mìn của con hả sư? Con hay nó bắn đâu vậy? Nó bắn đây nè. Khỏi cần cứu sư phụ. Ok. Còn có một người nữa à. Ủa, còn có người nữa tới một đây hả? Ủa, còn chỗ con nữa kìa. Sao? Còn người nữa là tới một rồi Bình An ơi. Mày! Trời ơi, sư phụ 6 kill luôn. Mày. Quá hay luôn Bình An ơi. Trời ơi. Con thấy sư phụ đánh team chưa? Cô gôn trồng một đống điểm luôn. 6 kill. Thấy sư phụ đánh team không? Dạ không. Thấy sư phụ đánh team chưa? Dạ chưa. Ok, mặc lại bộ đồ của sư phụ đi. Quá là xịn sò luôn. Ui, có cái vòng quay mới nữa. Ok, thì clip của mình cũng đến đây là kết thúc mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Amu. Cuối cùng thì cũng được một trận top 1 cực kỳ là xịn sò. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào clip ngày mai. Và ai mà chỗ ai mà chỗ Kim Cương thì nhớ lên top của Amu nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye.